Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 chiếc máy bơm không rõ nguồn gốc xuất xứ đã được gắn mác thương hiệu Pentek, được sản xuất tại Ý cùng hơn 500 nhãn mác mang thương hiệu Pentek đã bị đội quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cùng phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội phát hiện vào chiều ngày 16 tháng 10. Khi tiến hành kiểm tra kho chứa hàng hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Việt Đức tại số 273 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội do ông Trần Mạnh Cường làm giám đốc, lực lượng chức năng đã phát hiện rất nhiều máy bơm nước có nhãn hiệu Pentek. Khi đối chiếu hóa đơn chứng từ và những bằng chứng đưa ra từ đại diện hãng Pentek tại Việt Nam, những dấu hiệu về việc làm hàng giả đã được các cơ quan chức năng làm rõ. Thông tin đến cơ quan công an cũng như cơ quan quản lý thị trường. Từ cái việc như thế thì chúng tôi lập cái phương án xác minh, làm rõ. Sau một thời gian chúng tôi theo dõi thì tiến hành kiểm tra thì cái Pentek không có nguồn gốc từ Trung Quốc mà được nguồn gốc từ Ý. Hai cái nhãn này là cái nhãn mà giả nhãn hiệu của Pentek. Ngay từ thời điểm kiểm tra thì đại diện của hãng trên cái cơ sở mà của hãng như thế thì chúng tôi cũng tiến hành làm một pháp luật tạm giữ. Sẽ cùng công an làm rõ theo quy định pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành đã phát hiện 27 chiếc máy bơm đã được dán nhãn mác Pentek hoàn chỉnh, 550 nhãn mác Pentek giả. Hàng trăm máy bơm chưa được dán nhãn mác vẫn nằm trong kho. Và ngay khi có yêu cầu của khách hàng, những chiếc máy bơm này sẽ được dán nhãn có thương hiệu Pentek và bán ra thị trường với giá của hàng chính hãng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được lực lượng liên ngành điều tra mở rộng.